Có lẽ bạn đang tự hỏi sinh vật giống người ngoài hành tinh này là gì? Gặp con isobot khổng lồ, những con bò sát đáng sợ dưới biển sâu. Bạn có thể đã thấy một phiên bản nhỏ hơn của những kẻ này ở sân sau, của bạn con bọ thuốc hạt Roly Poly có liên quan trực tiếp đến con isobot khổng lồ. Nhưng bất chấp với cái nhìn của chúng liên quan đến bọ thuốc và các loài chăn đốt khổng lồ không phải là côn trùng, mà chúng là động vật giáp xác và có họ hàng gần hơn với cua và tôm hùm. Chúng có nhiều ở vùng nước lạnh và sâu của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng lớn hơn nhiều so với các loài động vật chăn đốt thông thường dài 5cm hoặc 2 inch, trong khi loài động vật chăn đốt khổng lồ có thể dài tới 50cm hoặc 20 inch. Chúng là loài ăn xác thối quan trọng trong môi trường đáy biển sâu, chủ yếu được tìm thấy ở độ sâu 170m hoặc 560 feet, để tạo bóng tối của vùng vách ngăn ở độ cao 2140m hoặc 7000 feet.